trái đất vô cùng rộng lớn với nhiều sinh vật sống. Nhưng có rất nhiều loài không phải là ai cũng may mắn được nhìn thấy. Bạn đã từng nhìn thấy cá mập màu hồng hay chưa? Bạn có biết cá piranha không phải là loài cá ăn thịt nước ngọt hung dữ nhất? Chắc hẳn là bạn chưa từng thấy loài ong nào có nửa thân trên giống bọ ngựa mà nửa thân dưới lại là ong đúng không nào? Xin chào, mình là Bình Nguyên của Khám Phá Tubi. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu 15 loại động vật có hình dáng kỳ lạ mà khiến các bạn ớn lạnh nhất nhé. 1. Cá hổ Goliath là một loài cá nước ngọt lớn từ Alaska và Hydrocynus. Nó chỉ sống ở sông Congo, châu Phi và một vài hồ khác và các con sông địa phương. Loại cá này được biết là ăn bất cứ thứ gì nó có thể, bao gồm cả cá nhỏ, con người và cá sấu. Nó có thể nặng hơn 45kg. Trọng lượng kỷ lục ghi nhận được ở loài cá hổ này là 70kg và phát triển dài hơn 2m. Loại cá này được ghi nhận là loài cá nước ngọt lớn nhất từng tồn tại. Loại cá này có hàm răng hình tam giác sắc nhọn, đan cài vào nhau như lưỡi kéo, cùng những chiếc răng dài tới 5cm và vô cùng chắc khỏe, thậm chí đủ khả năng để xé toạc lớp giáp của cá sấu. Mới con vật đầu tiên mà đã đáng sợ như vậy rồi các bạn nhỉ? 2. Ếch tím Ấn Độ. Loài ếch này có thân hình màu tím, mắt tròn màu xanh lá cây, mũi giống mũi lợn. Có bạn nào thấy cái con này nó giống sô-cô-la ếch trong phim Harry Potter không nhỉ? Ếch tím được phát hiện đầu tiên từ năm 2003 ở dãy núi Ghat Tây và phía tây nam Ấn Độ và mới được công nhận là giống loài mới vào những năm gần đây. Theo nghiên cứu, không chỉ ếch trưởng thành mới có hình dạng khác thường mà ngay cả nòng nọc của chúng cũng khác với những loài ếch đã từng tồn tại. Nòng nọc sau khi sinh ra sẽ bám vào vách đá, nhìn giống như những chú cá dọn bể. Phần lớn cuộc đời của loài này sống và kiếm ăn trong lòng đất. Cũng vì lý do này mà cộng thêm ngoại hình kỳ dị, khiến cho chúng bị người dân vùng Tây Ấn coi là loài đến từ địa ngục. Bạn nghĩ sao về giống loài này? Hãy để lại suy nghĩ của mình ở dưới phần bình luận nhé! 3. Cá mập yêu tinh. Nhìn những hình ảnh này, có ai thấy loài này xấu xúc phạm người nhìn không? Loài sinh vật giống quái vật này sở hữu cái mũi khoằm dài hơn các loài cá mập khác và giống với mỏ chim. Cơ thể chủ yếu là màu hồng cùng với các bộ hàm có khả năng co duỗi ra ngoài để đớp mồi. Cá mập yêu tinh được tìm thấy ở vùng biển sâu, nơi mà ánh nắng mặt trời khó có thể chạm tới. Mẫu vật sâu nhất từng bắt được tại độ sâu 1.300m. Con mồi của chúng chủ yếu là mực ống, cá, cua, các vi khuẩn sống sâu dưới biển. Vì quá ít người gặp được loài này nên chưa có thông tin về tập tính của chúng. Chắc xấu quá nên không dám gặp ai đấy các bạn ạ. Có bạn nào nghĩ giống mình không nhỉ? 4. Trước khi đến với những vị trí tiếp theo, chúng ta hãy xem lại ảnh đại diện đã các bạn nhé. Nhìn vào bức ảnh này thì các bạn có nghĩ nó là loài sinh vật mới hay sinh vật ngoài hành tinh hay không? Không phải đâu các bạn ạ. Đây chỉ là một món đồ chơi bằng nhựa thôi các bạn nhé. Nhìn khá giống thật đấy nhỉ. Should we take him to the zoo or what should we do with him? He's like a 4. Ong bọ ngựa. Nếu mà chỉ nhìn ảnh thì chắc hẳn không ít người nhìn loài này không có thật, nhưng khi xem video thì bạn tin loài này là có thật rồi chứ. Chắc chắn là nhiều người sẽ muốn xem tận mắt loài vật kỳ lạ và thú vị này, nhưng khả năng cao là họ sẽ không được nhìn thấy chúng bởi loài này không hề tồn tại ở Việt Nam. Dù vậy, cũng đừng vội thất vọng, bởi vì ít ra thì chúng ta vẫn còn có YouTube. Ong bọ ngựa là một loài côn trùng sinh sống chủ yếu ở những vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Đã có hơn 400 loài ong bọ ngựa được phát hiện trên thế giới. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng đây là một loại sinh vật rất mới lạ đối với các bạn phải không nào? 5. Châu chấu Brazil. Chuyện gì đang xảy ra với sinh vật này vậy? Nhìn những hình ảnh này có khiến cho các bạn cảm giác ớn lạnh bởi cách trang trí kỳ quái không đụng hàng trên sừng của loài côn trùng kỳ quái này không? Cấu tạo của chúng có một phần phụ đặc thù trên lưng của nó. Phần phụ này phóng ra những quả bóng kitin rỗng. Vậy mục đích thực sự của sự phóng ra những quả bóng này là gì? Thường phóng vào những thời điểm nào? Tới nay thì các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được tại sao nó lại phóng quả bóng kitin. Bạn có thông tin gì về loài này không? Hãy để lại comment chia sẻ với mọi người nhé!
Thứ 6, bọ cánh cứng Goliath. Những con bọ này được coi là loài bọ lớn nhất trên thế giới, nặng nhất khi còn nhỏ và có khả năng nâng những vật nặng lên hơn rất nhiều lần so với kích thước của chúng. Màu sắc thì khá là đẹp mà kích thước thì đáng sợ chưa kìa. Hãy tưởng tượng khi những cái chân có gai nhọn kia bám vào da của bạn, chắc là đau lắm đấy. Đây nó móc cái tay. Thứ 7, bọ chân đều khổng lồ. Những con bọ này vừa mới xuất hiện ở bang Georgia. Sinh vật kỳ quái này nhận được nhiều nhận xét như giả dối hay là Photoshop. Tuy nhiên thì loài động vật này thực sự tồn tại và hiện diện, không phải là một loài sâu bọ hay côn trùng nào cả. Bọ chân đều có nhiều hơn 6 chân, nó cũng có những điểm giống côn trùng như phần thân cứng và phần miệng phức tạp. Tuy là nhìn nó to và đáng sợ nhưng chúng không gây nguy hiểm cho con người hoặc là vật nuôi của các bạn đâu. Thứ 8, bọ lá ngũ cốc. Khi nghe loài này thì các bạn chớ nên ăn gì nhé. Nếu đang ăn thì hãy bỏ ngay đồ ăn của mình xuống đi. Bọ ngũ cốc có một vẻ ngoài rất bắt mắt nhờ đôi cánh óng ả và phần thân màu đỏ cam. Nhưng bên cạnh đó, bọ ngũ cốc còn nổi danh trong giới côn trùng học nhờ phương thức tự vệ rất là mất vệ sinh. Chúng thường đắp phân của chính mình lên người để che giấu bản thân khỏi kẻ thù. Ê ôi, bẩn quá các bạn ạ. Đúng là tự vệ với phương châm sống nhục còn hơn chết vinh đây mà. Thứ 9, cá đốm đầu trơn. Cá đốm đầu trơn có tên khoa học là Spirulus maculatus. Chúng có khuôn mặt phị ra, chĩu xuống, trông lúc nào cũng buồn thảm, làn da màu trắng sữa hay là màu hồng, nhưng cơ thể lúc nào cũng phồng rộp lên. Nhìn cái mặt nó cứ như là bị ai đó vả cho sưng lên đấy các bạn ạ. Chúng ghê quá đi mất. Có ai thấy bạn này còn xấu hơn cả cái bạn cá mập lúc nãy không ạ? Mười, chuột chũi mũi sao. Chuột chũi mũi sao có chiếc mũi với 22 phần phụ thịt màu hồng, được sử dụng như một cơ quan cảm ứng với các thụ thể cảm giác hơn 25.000 nút nhỏ, được gọi là các cơ quan Amy. Ôi mẹ ơi, nhìn mấy cái xúc tu, có ai thấy da mình sần sần lên chưa? Chứ mình thì đang dựng hết cả lông tay lên rồi đấy. Với chiếc mũi như vậy thì loài này có thể ngửi thấy mùi ở dưới nước, được thực hiện bằng cách thở ra bọt khí vào các vật thể hoặc đường mòn mùi hương và sau đó hít vào các bong bóng để mang mùi hương trở lại qua mũi. Nghe công dụng thì tuyệt vời ghê mà ngoại hình thì ghê cũng không kém các bạn ạ. Mười một, cá rơi mồi đỏ. Loài cá này thì nghe đã biết là nó dị ở đâu rồi các bạn ạ. Không chỉ là ở hình dáng kỳ lạ mà trái ngang hơn khi sống ở dưới nước, nhưng lại chỉ đi bộ chứ không biết bơi. Loài cá này từ khi sinh ra đã sở hữu một đôi môi đỏ mọng, căng dày và đầy thu hút. Công dụng của đôi môi này có thể thu hút bạn tình và cả những con mồi nhẹ dạ cá tin. Sở hữu bộ dạng kỳ quái mà theo nhiều người thì cá chẳng ra cá mà thú thì chẳng ra thú. Chúng gần như là không có kẻ thù nào trong tự nhiên vì sống tận đáy biển và điều kiện tự nhiên ở đó thì khá là khắc nghiệt. Mười hai, cá sấu mõm dài. Cá sấu mõm dài là một loài cá thuộc họ cá sấu Ấn Độ. Khi nói đến cá sấu thì chúng ta thường nghĩ ngay đến hàm răng sắc nhọn, khỏe đến mức không ngán kích thước con mồi nào. Thế nhưng đối với loài cá sấu mõm dài này thì lại khác. Với chiếc mõm mảnh rẻ, quai hàm thiếu sức mạnh của chúng thì chúng không thể bắt được con mồi lớn và tất nhiên là không có khả năng tấn công con người. Nghe thì hơi trái ngược với những hiểu biết về cá sấu của chúng ta trước kia. 13. Bạch tuộc đâm bo. Bạch tuộc đâm bo là tên gọi chỉ về một chi trong các loài bạch tuộc. Chúng được biết đến với chiếc đầu có hình thù kỳ lạ, với vây nhô ra trên đầu giống như tai của chú voi, biết bay, đâm bo trong bộ phim của Disney. Chính điều kiện môi trường hoàn toàn thiếu ánh sáng và cùng với áp lực nước cực mạnh là nguyên nhân khiến cho loài bạch tuộc này biến đổi hình dạng một cách kỳ lạ. 14. Quies. Chúng thuộc nhóm giáp xác 10 chân, có chiều dài khoảng 15cm. Điểm đặc biệt của loài cua này là chúng có một lớp lông màu vàng, giống như lông thú phủ kín hai càng và cả các chân của nó. Cua mà có lông như là thú, khá là thú vị đấy các bạn nhỉ. Các sắc tố ở trên mắt của cua suy giảm mạnh và chúng được cho là mù.
15, đó là lợn biển. Lợn biển thực ra không phải là lợn, mà là hải sâm. Mặc dù về mặt sinh lý thì không giống lợn, nhưng cơ thể trong mờ, nhuốm màu hồng của chúng. Đi kèm với một số đôi chân ống dài, một số nằm trên đầu, cho thấy một số điểm giống với loài lợn trên đất liền. Nhìn nó khá kỳ lạ và khác biệt với những con hải sâm thông thường, đúng không các bạn? Vừa rồi là một số loài sinh vật không chỉ kỳ lạ, thú vị mà còn mang đậm nét đáng sợ của tạo hóa. Các bạn còn biết con vật nào khác không? Hãy comment xuống bên dưới phần bình luận để mọi người cùng biết thêm nhé. Đừng quên like và subscribe kênh để chúng tôi có động lực ra những video hay và ý nghĩa hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.